Chỉ một thời gian rất ngắn nữa thôi, lễ hội tiêu biểu nhất Hàn Quốc, lễ hội Du Tân Nam Căng Jinju năm 2012 sẽ bắt đầu. Đây là lễ hội có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với tất cả mọi người, kể cả những du khách đã từng đến đây đều muốn đến nữa để trải nghiệm những điều tuyệt vời mà lễ hội mang lại. Hiện giờ, nơi đây đã có rất nhiều người đang trông chờ lễ hội Du Tân Nam Căng Jinju. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem lễ hội đã được chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Hiện tại, phần lớn Nam Căng có lễ hội được diễn ra, nhưng lần này Jinju Sơn An được 축제장으로 이렇게 만들었습니다. 그래서 지승 안을 400년 전에 조선시대의 어떤 그 생활상을 등으로서 이렇게 표현을 많이 해놨습니다. 그래서 우리 외부나 외국에서 온 손님들이 진주성에 들어가시면은 400년 전에 조선시대의 생활상을 그대로 볼 수가 있습니다. 그리고 여러 가지 다른 그 행사장들도 많이 변화를 했습니다. 그래서 어린이들이 좋아하는 공연, 또 청소년들이 좋아하는 공연, 또 어르신들이 좋아하는 공연. 그래서 무대는 작지만은 다양한 계층들이 이 공연을 즐길 수 있도록 각 행사장에 공연장들도 이렇게 다양하게 배치를 했습니다. 예, 지금 굉장히 바쁘게 준비를 하고 있습니다. 태풍 때문에 일정이 한 일주일 정도 늦어졌습니다. 그래서 지금 현재는 야간 작업까지 강행을 하면서 축제 기간 안에 모든 행사를 마무리하려고 열심히 준비를 하고 있습니다. 난강 유동 축제는 대한민국의 천여 개 축제 중에서 지금 대표 축제를 2년 연속으로 하고 있습니다. 그래서 난강 유동 축제에 오시면은 대한민국의 대표적인 어떤 문화 예술을 이렇게 볼 수 있습니다. 그런데 그냥 그탈기식으로 그냥 보지 마시고 하나하나 테마별로 좀 내용을 좀 잘 좀 이해하시면서 봐주시면 고맙겠습니다. 그래서 외부나 외국에서 많은 사람들이 이 유동 축제를 찾아옵니다. 그러면은 좀 이렇게 내용도 좀 설명도 좀 해주시고 또 같이 좀 어울려 주시면은 이 축제가 한층 더 빛이 날 것 같습니다. Lễ hội Du Tân Nam Căng Jinju đã được tách ra và phát triển độc lập từ năm 2002. Đến bây giờ, lễ hội đã được tổ chức hàng năm trong một thập kỷ. Thế nhưng, cứ đến thời gian này trong năm, mọi người nơi đây lại vô cùng náo nức, nhộn nhịp, tưng bừng chào đón lễ hội. Không biết từ bao giờ, lễ hội Du Tân Nam Căng Jinju đã trở thành lễ hội được trông đợi nhất tháng 10, tháng của sự lãng mạn và là tháng của lễ hội.